Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Trời ơi, bên này anh Huy nấu hai món này ha. Còn Bèo là nấu món này, món này, món này, món này. Trời ơi. Gì vậy? Món này ngon quá vậy. Giống như trang mẹ luôn á. Thôi mà. Anh sợ nói dở mới không thích ăn nữa chứ. Mấy món Bèo làm nấu cũng ngon lắm chứ bộ. Đúng rồi, Bèo nấu món này, món này, món này nè, món này luôn. Bèo tưởng tượng á em, mấy này anh mua anh nấu hết, nãy giờ mới la chăm sóc với Su mà. Ôi dạ. nhưng mà bình thường em thấy Bè La nấu ăn ngon không bộ? Đúng rồi. Ai lấy Bè La là có phước lắm á. Đúng rồi, nhưng mà Bèo á thì Bèo mơ ước á là sau này Bèo sẽ về quê, Bèo sẽ xây một căn nhà trước sân trồng thêm hoa cà, ở đằng sau Bèo nuôi thêm hồ cá, xong rồi mỗi ngày nha, sau này Bèo sẽ nấu cơm học kho cá với thơm, mình quay quần bên những bữa cơm và chào nhau bằng những cái thơm. Bữa ăn bớt ngon miệng rồi. Sao vậy? Phải ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Hay mà. Hay. Mèo khen mèo dài đuôi ha. Ăn đi. Ăn đi, mọi người. Ngon quá. Mà bạn nè. Dạ. Sao em lại thích cuộc sống dưới quê vậy? Tại vì em thấy ở dưới quê yên bình nè. Nói chung là không khí trong lành mát mẻ, không có xô bồ giống như ở trên đất Sài Gòn này. Sao vậy? Ăn cơm miếng, cơm miếng chứ. Ăn anh. Thế nào cũng sẽ về quê xây một căn nhà, trước sân trồng thêm rau cà, ở đằng sau em nuôi thêm hồ cá. Hồ cá văn thơ quá vậy? Sao yêu đời quá vậy? Cái đó là bài hát người ta tôi đọc lại thôi á. Thôi dạ. Giờ ai cũng sắp có vợ có chồng hết rồi. Ừ sang. Chừng nào cũng có bồ. Gì vậy? Mỗi lần nhắc tới bộ mặt anh căng vậy? Không. Nó lớn rồi. Ờ, thì trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng thôi mà. Không, anh biết mà. Anh chỉ coi em ý em sao thôi. Thì ý em là vậy đó. Cái chuyện đó đâu mình đâu ép uổng được đúng không? Đúng. Xưa tao nói ép giàu ép mỡ, không nợ ép duyên. Cái này là cái duyên tới thì mình đến với nhau thôi. Chứ mình không có ép được. Nói chung là em cứ đợi. Nhưng mà cái ý thích của em là em thích người nước ngoài. Ủa là lấy vợ ở xa vậy hả? Đúng rồi, em thích ở xa. Nhưng mà tại sao phải xa như vậy? Chứ lấy gần gần mà bị tảnh tảnh giống Bèo la quải lắm. Giỡn xíu. Nhưng mà lấy vợ vậy rồi đi ra nước ngoài ở luôn hả? Thì... đúng rồi. Đó còn tính coi là hai vợ chồng muốn sao nữa. Muốn định cư thì mình tính cách khác. Thôi, tụi em lấy ai lấy về nhà ở nè. Không đi đâu hết trơn á. Ôi, ở đây mấy chục năm rồi mình thay đổi phong thủy với anh hai. Ôi, đúng rồi, thôi lấy vợ rồi đi theo vợ đi. Anh Vinh, sau này lấy vợ anh có đi theo vợ không? Chắc theo chứ. Nhiều khi vợ của mình không thích xa ba mẹ, không thích xa gia đình đúng không? Thì mình thương vợ mình phải theo chứ. Ôi, hai anh em mình giống nhau á. Chồng đâu thì vợ đó hạnh phúc được đó. Đâu, là chồng xuống đó mua cái nhà, ở vợ vô ở chung chứ không phải đi ở rể đâu. Đúng sao? Rồi, mình có tiền mà. Đúng rồi. Ăn xong em nói chuyện riêng anh xíu rồi. Thì em cứ nói đây luôn đi. Thôi chuyện đàn ông không à. Chắc em phải đàn ông à. Ờ xin lỗi. Gia đình ba người mà nói chuyện riêng hai người. Ủa? Phải Tại có chị đây. Có Bèo La ở đây. Em nói chuyện riêng với anh Huy. Chuyện để chăm lo gia đình thôi. Ok. Ai em sao khó cũng... quá. Thôi ăn đi, ăn đi. Có chuyện gì vậy Vinh? Anh tưởng nói là chỉ có anh em tụi mình thôi chứ. Có Bèo La nữa hả? Dạ. Dạ. Tại chuyện này cũng liên quan tới em. Cho nên phải có em chứ. Vậy thì em nói đi, chuyện gì vậy? Liên quan tới em. Nhưng mà em khó nói lắm. Anh Vinh, nói đi. Dạ.
tụi em đang quen nhau. Em với Bella. Sao vậy? Nụ cười chợt tắt thôi, có gì đâu em. Quen nhau hả? Đâu chứ? Dạ, mới. À, mới thôi. Dạ, thời lúc trước là tình chủ tớ. Bây giờ mẹ chồng. Cái gì? Lộn, cái gì? Anh chồng. Nhưng mà tại sao không được quen nhau? Không cần biết lý do. Không, nhưng mà bây giờ anh thấy em không tốt ở chỗ nào, anh thấy em sai cái gì anh cứ nói, em sửa được hết. Em có sửa cỡ nào thì cũng không được quen Vinh. Ủa sao vậy anh lấy quyền gì ngăn cản tụi em? Quyền làm anh của em đó. Hai đứa chia tay đi. Nhưng mà em không muốn chia tay với anh Vinh đâu. Và em cũng không bao giờ nghe lời anh. Vậy thì đừng gọi là anh nữa. Anh muốn cắt đứt tình anh em đúng không? Anh không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu em không nghe lời anh thì đừng nhìn mặt anh nữa. Không nhìn thì không nhìn. Nè, từ từ thôi. Anh đang nóng như vậy mà cứ cãi cố không có được gì đâu. Anh Huy, em làm đồ ăn sáng xong rồi. Anh Huy ăn sáng nha. Anh Huy ăn sáng nha. Để đi chúc anh ăn. À, bây giờ mình ăn nó nóng mới ngon, lát nữa nó nguội. Mời anh Huy ngồi. Đây, nước mắm đây. À, quên. Muỗng đây, đũa đây. Em chan nha, em chan cho. Anh Huy ăn đi. Anh không ăn đâu. Ăn đi, một miếng thôi cũng được. Em đút cho nha, một miếng thôi cũng được. Ngon không? Chua quá. Nem chua mà. Ngon đúng không? Ngon. Anh Huy, ngoài cái tài nấu ăn ngon ra nha, em còn làm được nhiều thứ lắm á. Anh biết. Bởi vậy á, vậy anh Huy cho em với anh Vinh đến với nhau nha. Không. Sao vậy? Anh phải cho em biết một lý do là anh không chấp nhận chuyện của hai đứa chứ. Hay là anh thấy em không xứng đáng với anh Vinh? Anh không có chê em. Hay là anh ghét em? Anh không có ghét em. Cái gì anh cũng không hết. Anh không chê em, anh không ghét em. Mà sao anh không cho em đến với anh Vinh vậy? Anh Huy. Bao là anh không đồng ý. Anh Huy. Huy rổ rác nha. Hả? Ủa? Mây trời mưa hả? Đâu có mưa đâu. Đang nắng mà. Em đi đổ nha. À quên nữa. Tháng này em đóng tiền điện luôn nha. Đừng có hiểu theo ý của anh. Cái ý của em chỉ muốn là chứng minh cho anh thấy là bây giờ em cũng đã trưởng thành rồi. Anh đừng có lo lắng nhiều quá. Em chỉ mong là anh đồng ý cái chuyện. Không đồng ý. Chưa hết câu mà
Không cần nói, anh cũng biết Vinh nó muốn gì. Hai đứa muốn đến với nhau, làm tất cả mọi cách, nhưng anh không đồng ý. Tụi em đừng cố nữa. Chị đừng buồn nữa, em biết chuyện hết rồi. Giờ chị phải sao đây? Chắc chị phải chia tay anh Vinh quá. Chứ chị không muốn anh Huy với anh Vinh xích mích gì chị đâu. Chị nghĩ nếu chị làm vậy anh Huy với anh Vinh là hòa thuận với nhau hả? Chị cũng không biết nữa. Chuyện bây giờ là bung bét hết rồi, không thể nào hàn gắn được đâu. Vậy giờ phải sao? Em có cách này, chị có tin em không? Sáng. Sao em vô ăn sáng? À, xíu em vô, em đang coi YouTube xíu. Xíu cái gì dẹp cái điện thoại em đi. Em nay lạ lắm á nha. Lên lầu kêu con Vinh vô xuống ăn luôn nè. Ảnh có chảnh đâu mà kêu. Ủa không có chảnh là sao, nó đi đâu? Sáng giờ em đâu có thấy ảnh, đâu có biết đâu. Bella cũng vậy nữa. Sáng giờ em thấy hai người luôn. Mà lạ cái nha, hôm qua em nói chuyện với ảnh với Bella, thấy hai người kỳ lắm. Thái độ giống như là ấp a ấp úng rồi, giống như là muốn đi xa vậy đó. Sang ơi! Sang ơi! Dạ, gì anh? Sang ơi! Hả? Chết rồi em ơi, chết rồi. Gì vậy? Thằng Vinh, em đọc đi, em đọc đi. Anh Huy, em xin lỗi khi ra đi mà không một lời từ biệt. Anh lo cho bé Sâu và Sang giúp em. Một lần nữa em xin lỗi, em Vinh. Em thấy nó lần cuối là hồi nào vậy? Hả? Anh phải chạy đi tìm nó. Gì ơi? Sao lại? Anh đuổi người ta đi đã rồi giờ anh đi tìm. Anh không có đuổi. Hôm qua hai anh em nói chuyện có gây gắt một tí thôi. Nhưng mà sao anh đuổi anh Vinh được? Vậy tại sao anh viết cái lá thư này? Không có lửa sao có khói? Anh đuổi người ta đi đúng không? Ừ. Tại anh cấm nó quen với Bella. Thấy chưa? Chuyện tình cảm của người ta anh cấm chứ vậy? Anh có biết hai người đó quen nhau á là họ quen thiệt lòng không? Sao tiền anh cấm người ta? À, em biết rồi. Anh coi Bella là không có môn đăng hộ đối với gia đình mình đúng không? Thời buổi nào rồi mà còn cái suy nghĩ cũ đích đó. Chứ tại sao? Sao anh không cho Bella quen với Vinh? Anh có đau khổ riêng của anh. Là chuyện gì? Anh không muốn Vinh nó về quê. Tại sao anh Vinh cưới xong lại phải đi về quê? Bella từng nói với anh á, sau này cô lấy chồng thì hai vợ chồng sẽ về quê sinh sống. Anh không muốn bất kỳ đứa em nào phải rời xa anh hết. Anh không muốn ba anh em mình phải sống cách biệt nhau. Nhưng mà giờ anh làm vậy anh Vinh cũng bỏ đi rồi đó. Ba anh em cách biệt rồi đó, anh vừa lòng chưa? Anh còn thấy mình đúng không vậy? Anh nhìn coi gia đình nè, giờ còn có hai người à. Anh sai rồi. Anh ích kỷ quá đúng không? Quá ích kỷ.
hai đứa, chuyện là sao? Thật ra là tụi em chỉ giả bộ bỏ trốn thôi, chứ là trong lòng tụi em muốn thiệt. Trời, không, ý là giỡn, giả bộ thôi. Mà anh á, tại sao lại nghĩ tụi em bỏ anh vậy? Tại vì anh thấy nếu mà tụi em cưới vợ thì chắc chắn là tụi mình không ở chung với nhau được rồi. Anh dẹp cái suy nghĩ đó đi nha. Một ngày là anh em thì suốt đời suốt kiếp này là anh em. Anh yên tâm, tụi em không bỏ anh đâu. Nói chuyện gì giống trong mấy cái phim xã hội quá vậy? Mới làm phim đã xong. Nhưng mà Mai Lai đã từng nói là thích sống ở dưới quê mà. Đúng rồi, em thích sống ở dưới quê, nhưng mà đó là suy nghĩ trước khi muốn lấy chồng thôi. Còn ông bà xưa người ta hay nói là thuyền theo lái, gái theo chồng, lấy chồng là phải theo chồng chứ. Bởi vì anh Vinh sống ở đâu em sẽ sống ở đó. Thiệt vậy hả em? Đúng rồi đó, anh yên tâm nha. Em cưới nhau rồi á, em vẫn sẽ ở chung với anh mà. Anh Huy, em thấy tiện lắm luôn á anh Huy. Hồi xưa là mình ở hai phòng đúng không? Bây giờ cưới nhau là về ở chung phòng, còn phòng còn lại mình cho thuê ở ghép. Ờ ha, sao anh không suy nghĩ đến cái chuyện đó ta? Thôi, mình kiếm thêm được tiền nữa. Ừ, hai đứa cứ quen nhau đi, miễn sao á đừng có bỏ nhà đi là được rồi nha. Vậy sẵn cho tụi em quen rồi đó, tụi em cưới luôn nha. Được nước làm tới. Quá đòi hỏi, tuổi trẻ quá vội vàng, mới xin yêu nhau bây giờ xin cưới luôn rồi. Nếu mà hai đứa thật sự muốn, còn cách nào khác được chứ? Anh đồng ý. Hả? Không được. Em giỡn á. Được á, được á. Tin luôn. Ok nha. Bị trừ 500 hả? Thôi thôi, thấy không vui rồi, mỗi người một nơi nha. Mỗi người một nơi đi. Làm gì vậy? Căng cơ. Mấy nay tập cơ nó co lại, phải căng quá. Biết ngay mà, tụi nó lập nhóm chat điên nói xấu mình, ghê thiệt. Trời, ảnh vậy luôn hả? Ồ. Ok, ok nha. Dạ. Không mất cười hả? Mấy đứa này đang nói cái gì mà thấy mình xuất hiện là im liền vậy? Đừng có sống khổ như vậy chứ con. Phải sống cởi mở, sống thật với chính mình, nhất là về cảm xúc. Hãy sống đúng giới tính đi con. Là sao cô? Cô hứa cô sẽ dắt con đi chuyển giới. Cái gì? Gì chuyển giới cô? Có gì đâu sợ. Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ là bạn thân cô. Nhiều lần đó, ông rủ cô nói chuyển thành đàn ông, không có tốn tiền. Không được. Không có. Gì đâu không được, cô dẫn con đi, con cũng không tốn tiền, chỉ là đàn bà đi sống hạnh phúc lắm. Không không được đâu cô ơi. Được, cô mua áo đầm cho con mà. Nhưng mà cô hả? À, con là trai thẳng mà, chuyển giới làm cái gì? Thẳng thiệt không? Dạ. Cô lo quá. Mà sao cô lo vậy kỳ vậy? Tại vì trời ơi, cô không có hiểu, không có đoán được con luôn á. Giờ con là trai thẳng đúng không? Dạ. Thẳng băng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy sao con đi mua băng vệ sinh nha? Trời ơi. Tại sao những thứ này? Tại sao lại trong vỏ tôi? Nói nghe nè, hư cái nào là đền cái đó nha. Đồ của người ta mày điện ung sùm vậy hả? Hả? Xin lỗi cô, xin lỗi. Không có tôn trọng chủ gì hết trơn vậy kìa. Không phải nhưng mà... Cô... Cái
này là con lấy chứ đâu. Con chỉ nói là con đi mua giấy vệ sinh mà tự nhiên rồi sao con thợ mang vệ sinh. Dạ. Bởi vì cô mới kêu con đi giải phẫu đó. Con gửi lại cô. Dạ. Mấy cái này con không có cố tình lấy. Tại vì nãy giờ đang suy nghĩ chuyện gia đình cho nên là con rối quá, con nên con hốt đại luôn. Đứa nào quậy con nói đi. Con qua con quậy lại cho. Con nghĩ là không có đứa nào quậy con hết. Là sao? Đợt này chắc là con quậy tụi nó hay sao á. Mày à, làm gì mà con biết quậy ai? Tới tầm bậy tầm bạ không mà. Trong cái xóm mình đó con là anh trai quốc dân á. Thì kìa hả con? Ừ. Nhưng mà sao lần này con thấy mấy em đứa con á, nó lập nhóm chat với cái tên gọi là Không Huy. Nhóm Không Huy? Dạ. Chết rồi, Huy ơi, vậy là con có anti fan rồi đó. Đúng không cô? Đúng rồi. Chưa hết đâu cô. Con đọc lén tin nhắn á, tụi nó còn nói xấu con nữa. Nói gì vậy? Nói con là cao hổn cao hào. Anh Huy kỳ lắm. Anh Huy khó tính lắm. Anh Huy kỷ luật lắm. Khó chịu lắm. Chết cha, tình hình này nguy cấp quá. Huy ơi, nếu mà con không thay đổi nha, con sẽ bị các em của con loại con ra khỏi dòng xã hội. Là cách ly con luôn hả? Đúng rồi. Chết rồi, bây giờ cũng phải thay đổi đi hả? Người ta góp ý mình cái gì thì mình phải thay đổi liền cái đó. Nếu không á là coi như á là con không có tồn tại trong ngôi nhà với các em của con đâu. Đúng rồi cô. Con là trụ cột của gia đình. Thì đó. Mà tụi nó đẩy cái trụ ra thì sao được cô thì hả? Thì bởi vậy ngã cái cột liền. Đúng. Bây giờ vậy nè, cô Lan nghĩ á con nên thay đổi để hòa nhập, giống như là mấy đứa nhỏ nó nói là mình kêu là xã hội trấu đi con. Thôi nói cho con nghe chứ xã hội trẩu thôi chứ xã hội trốt. Ai biết đâu người lớn tuổi rồi đọc cũng thấy đường á, đã xã hội trẩu đi con. Tụi con trẩu. Trẩu á, giống như là cái ngôn ngữ của mấy cái đứa trẻ trâu nó hay nói vậy đó. Con hòa nhập với tụi nó, con thay đổi. Con hiểu rồi. Ừ. Là giống cái kiểu thằng Vinh sáng nhà đúng không con? Đúng rồi. Có nên không con? Nên chứ. Một người là trẻ trâu, anh thấy mình rất ngọt. Giờ anh muốn đi đâu? Anh đang sẵn sàng hầu hồi nhá. Bất ngờ không? Sao? Hãy nói gì với tôi? You. Tuyệt vời đúng không? Sợ, ai sợ mi? Sợ? 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 Sợ tôi buồn chứ gì? No. Tôi biết sợ rồi. Sợ you cắn mi. Cắn mi? So you thích mi cắn you? Excuse me, bay qua bên kia. Bay qua bên kia. Bữa giờ anh làm việc nhiều quá anh bị căng thẳng đầu óc đúng không? Mấy người gọi tôi là gì? Anh hai. Đừng gọi tôi là anh hai. Hãy gọi tôi là Young Bolo. 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 You listen me. Young Bolo. Bolo. Are you listen? Okay, nghe. Call my name. Young Bolo. Bolo. Yes. Bolo. Anh ổn không vậy? Ủa? Hey you, hôm nay anh bị gì? Bạn có hiểu không? Thôi, để tôi gọi bên bệnh viện kêu xe tới chở đi liền mới được. Ôi, cái gì vậy? Đừng cười nữa, người ta tới mất liền bây giờ, đừng cười nữa. Nhà tôi không ai bị bệnh hết nhá. Cảm ơn rất nhiều. So, thank you. Không cần gọi gì hết. Bây giờ nếu mà không có tôi, hai bạn chơi không có vui đâu. Sao hôm nay anh bị gì vậy? Tôi muốn chơi cùng với các bạn đó. Các bạn có dám chơi với tôi không? Không, không ai dám chơi cả. Sao? Không dám chơi với tôi à? Sang dám chơi. Chơi đi Sang. Anh Huy à, thiệt có em sợ lắm luôn á. Sợ tôi buồn đúng không? Không, em sợ anh ra đường bị người ta đánh. Làm gì mà đánh nãy tôi? Giờ cái phong cách của anh thấy ghét lắm. Không, tôi rất là dễ thương luôn á. Rồi hai cái đầu gối anh bị cái gì nữa vậy? Anh quỳ ở đâu mà tét luôn vậy? Đó là phong cách của John Pistolo. Bây giờ em sợ anh quá à. Bây giờ anh muốn chơi với tụi em lắm đúng không? Đúng vậy đó. Em nghĩ ra cho anh một cái tên nha. Tên gì? Phù hợp với cái phong cách hiện tại của anh luôn nè. Nói tôi nghe.
Huy Crazy Dog. Huy Crazy Dog. Yes. Yes. Tuyệt vời. Một cái tên rất là tuyệt vời luôn á. Crazy là điên đó. Mày chửi tao chó điên hả? Không. À, vừa hỏi tao nha. Anh Huy của em nè. Anh Huy của em đây nè. Anh Huy đi trở lại rồi. Con tôi không trở lại đâu. Làm sao mà tôi trở lại được? Hãy làm đây nào, những người bạn của tôi. Đi anh Huy. Đâu, tôi không trở lại đây. Đừng, Huy, đừng. Đưa tay đây nào nè. Mai bên nhau bạn nhé. Không, Huy, Huy. Huy, cứ như vậy em không bên Huy được, Huy ạ. Trời ba anh ơi. Không bỏ anh mà. Vậy, lọt hát. Lọt hát. Nè Xu, hồi nãy anh Vinh nói sao? Con gái có được chơi bóng không? Nhưng mà chơi bóng là chuyện của đàn ông con trai. Anh cũng muốn chơi đá banh. Cái gì vậy anh Huy? Đúng, ngày hôm nay anh sẽ đá bóng. Anh có biết đá bóng là dành cho đàn ông con trai không? Thì anh cũng là đàn ông con trai. Đã vậy còn lấy áo của Bella mặc nữa. Kệ tôi, giờ sao có chơi không? Không được đâu. Dạ, anh muốn chơi chứ gì? Đúng. Em sẽ đưa ra một thử thách. Nếu như mà anh thực hiện được á, em sẽ cho anh chơi. Đồng ý không? Đồng ý. Ok, thử thách như sau. Anh sẽ từng ba quả banh liên tiếp. Nếu thực hiện được, em sẽ cho anh chơi bóng. Từng tới ba lần lận. Đúng. Chơi luôn. Ok, bắt đầu đi. Bắt đầu. Anh Huy cố lên. Anh Huy cố lên. Ê, Su, cái áo này em lấy ở đâu? Thì áo của anh Vinh đó. Tại sao lấy áo của anh hả? Ê nè nè, bình tĩnh Vinh. Cho người ta mượn mặc cái áo xíu làm gì ghê vậy? Đúng rồi đó. Làm gì dữ vậy, mượn cái áo chút xíu mà có mất mát gì đâu. Đúng rồi. Khó chịu. Ê, gì vậy? Sao anh lấy áo em anh mượn? Tại vì không có mấy cái áo thể thao sắc màu trẻ trung như vậy nên mượn xíu làm ghê vậy. Thôi cởi ra đi dạng áo. Cho mượn xíu đi, đi đâu? Cho mượn xíu làm gì ghê vậy? Nó hay lắm mà. Cho mượn xíu làm gì ghê vậy? Tập trung đá banh đi. Cô canh em đi. Đá banh nè. Từ từ, đợi xíu nha. Mẹ giãn ra áo em. Thôi kệ đi, bây giờ nè. Cá độ chơi lấy lại tiền mua cá mới không? Cá độ gì? Cá coi anh Quỳ có đá được ba trái hay không? Trời, nhìn đi. Nhìn cái bộ dạng của anh Huy đi. Cái sắc dốc này. Tôi bảo đảm không được ba trái. Gì? 10,000. 10,000 chơi luôn, sợ gì? Anh sẵn sàng rồi chứ gì? Thì ra từ lâu nay các em khinh thường tôi cho nên là không muốn chơi chung với tôi. Không có đàn ông nào mà để cái banh xuống mình cái đít lên vậy luôn á. Kệ tôi đi, đó là phong cách của tôi. Có chừng giãn áo em. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Anh Huy sẵn sàng rồi chứ gì? Tôi bắt đầu đây. Vô. Anh Huy cố lên. Anh Huy cố lên. Hai. Em đã nói rồi. Thắng rồi, thắng rồi. Anh sẽ không làm được đâu. Bọn anh tưởng cái chuyện chơi bóng của bọn nào con trai dễ lắm hả? Quỳ ngang. Giãn áo kìa, giãn áo kìa. Có chơi bóng thôi mà cũng dành nhau chơi nữa. Thôi, để em giữ cho nha. Show. Em giận mấy anh luôn. Ôi, đừng có la su vậy. Su. Rồi đó. Ê, nó nghe nè. Ê, có thấy anh Huy của anh kỳ kỳ không? Nó đó. Đó, bình thường anh có vậy đâu. Ủa? Mọi người có nhận ra không? Anh cố tình làm như vậy, mục đích là để muốn thăm dò tụi mình. Để biết cái bí mật của tụi mình. Đúng vậy. Nên vậy tất cả mọi người phải giữ cái điện thoại của mình thật kỹ á. Rồi. Đây nè, điện thoại lúc nào em cũng giữ bên mình hết. Thôi, còn tôi thì mọi người yên tâm đi. Điện thoại là cái vật bất ly thân của tôi. Cho nên là lúc nào nó... Nó đâu? Sao hỏi tôi? Nó đâu? Đi vô kiếm đi. Bỏ trong nhà rồi. Còn nó ở đâu? Nó còn đứng hỏi hoài. Lại rồi. Thiệt sự con gái luôn á. Không hiểu luôn á. Mấy người con gái là hay vậy lắm. Điện thoại mà không biết để đâu nữa. Ngộ thiệt. Điện thoại anh trọng luôn rồi. Trời, tôi không biết nói sao với hai người này luôn. Huy ơi, cho em xin. Huy, anh
biết hết rồi. Huy, Huy ơi, không phải. Anh có biết ba điện thoại của hai đứa không? Hả?